Nghệ sĩ Kim Tuyến, một ngôi sao sân khấu lớn đã khiến cả giới giải trí bàng hoàng khi quyết định ôm đứa con thơ 10 ngày tuổi vượt biên đầy rẫy nguy hiểm. Trên đất khách quê người, tài năng của Kim Tuyến tiếp tục tỏa sáng rực rỡ. Bà được mệnh danh là cải lương chi bảo hải ngoại. Thế nhưng, khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp với vô vàn lời mời hấp dẫn, Kim Tuyến lại bất ngờ từ giã ánh đèn sân khấu, kiên quyết từ chối mọi lời mời trở lại. 31 năm cống hiến hết mình cho nghệ thuật, ít ai biết rằng đằng sau thành công của Kim Tuyến là cả một câu chuyện. Hôm nay, hãy cùng Sài Gòn Xa Nhớ khám phá những góc khuất trong cuộc đời đầy thăng trầm của nữ nghệ sĩ này. Cô tên thật là Nguyễn Thị Kim Tuyến, sinh năm 1947 tại Sài Gòn trong một gia đình khá giả. Cô thừa hưởng niềm say mê nghệ thuật từ người mẹ, nghệ sĩ Bích Liên, sánh vai cùng Hùng Cường, Tấn Tài, Thanh Hải trong các gánh hát danh tiếng như Kim Chung, Dạ Lý Hương. Tiếng hát và lối trình diễn của cô đã in sâu vào lòng khán giả, không hề kém cạnh những tài năng như Ngọc Dào, Bích Sơn, Phượng Liên, Thanh Thanh Hoa. Kim Tuyến sinh ra trong gia đình trung lưu tại Sài Gòn. Cha là thương gia, mẹ là nghệ sĩ tài danh Bích Liên. Nữ nghệ sĩ thừa hưởng trọn vẹn dòng máu nghệ thuật dù mẹ đã rời xa sân khấu sau khi lập gia đình. Năm 1962, đoàn cải lương lừng danh thống nhất của danh ca Út Trà Ôn đến Vĩnh Bình biểu diễn. Mẹ Kim Tuyến vốn là tri kỷ của Út Trà Ôn và kép chính Hoàng Giang đã tìm đến gánh hát với một lời thỉnh cầu đặc biệt, đó là cho cô con gái nhỏ được học hỏi nghệ thuật cải lương. Lúc ấy, cả đoàn đang tập cho vở kịch Tiếng Hát Muôn Tên, và trong vở diễn ấy lại có một sự cố, đó là một diễn viên nhí không thể đi lưu diễn bởi việc học. Nghệ sĩ Hoàng Giang vì thế đã tính đến chuyện bỏ hẳn vai diễn này. Thế nhưng như nắm bắt lấy cơ hội trời cho, bé Kim Tuyến lúc đó mạnh dạn xin được thử sức. Sự quyết tâm của cô bé đã lay động nghệ sĩ Hoàng Giang. Sau khi nhận kịch bản từ tay bạn diễn, bà Bích Liên miệt mài dạy con gái từng câu thoại, từng chữ luyến lấy. Sau những ngày tập luyện cực nhọc, đêm diễn đầu tiên trong đời của cô bé cũng đến. Ánh đèn sân khấu chiếu rọi lên gương mặt non nớt của Kim Tuyến. Em hóa thân thành con gái của kép độc Hoàng Giang với sự hồn nhiên, trong trẻo như hòa quyện vào nhân vật. Tiếng hát vọng cổ của em vang lên, vừa chắc nhịp, vừa chất chứa nỗi niềm khi biết mình sắp phải xa cha. Khán giả lặng người, cảm xúc dâng trào trước diễn xuất chân thật của Kim Tuyến. Sau màn trình diễn ấn tượng đó, tài năng thiên bẩm của Kim Tuyến đã chinh phục tất cả mọi người, trong đó có danh ca Út Trà Ôn. Ông quyết định ký hợp đồng với cô bé với giá trị lên đến 10.000 đồng, một con số đáng kinh ngạc thời bấy giờ. Từ Tiếng Hát Muôn Tên đầy xúc động đến Đừng Giết Con Tôi Lấy Đi Nước Mắt Khán Giả, tên tuổi đào con Kim Tuyến nhanh chóng thu hút những chủ gánh hát, ai cũng muốn cô về với đoàn của mình. Năm 1964, đoàn Thúy Nga đã mạnh tay chiêu mộ cô đào chánh đầy triển vọng này bằng một bản hợp đồng với cách xê khủng, thay thế vị trí của nghệ sĩ Ánh Hồng. Đến năm 1965, Kim Tuyến chuyển sang đoàn Kim Chung, bầu lông với mức cách xê gấp đôi trước đó, đánh dấu vị thế đỉnh cao trong làng cải lương. Sau 1975, Kim Tuyến và nhiều đồng nghiệp phải đối mặt với những khó khăn chồng chất. Sân khấu không còn là nơi để họ tỏa sáng, mà trở thành một giấc mơ xa vời bởi xã hội lúc bấy giờ có nhiều đổi thay. Đặc biệt là trong giới nghệ thuật, Kim Tuyến phải từ bỏ ánh đèn sân khấu, rời xa khán giả và những tràng pháo tay quen thuộc và cùng nhiều nghệ sĩ khác tìm kiếm một hướng đi mới. Họ rời xa thành phố, tìm về những vùng quê yên bình để tiếp tục sống với đam mê nghệ thuật. Cần Thơ trở thành điểm đến của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Kim Tuyến, Tú Trinh, Giao Linh, Phương Hồng Quế, Thanh Việt, Phi Thoàn. Cuộc sống mới không chỉ là sự thay đổi về không gian, mà còn là sự đổi thay về tâm hồn. Những tràng pháo tay nồng nhiệt ngày nào đã bị thay thế bằng tiếng thở dài não nề. Kim Tuyến, từ một ngôi sao sáng chói với cuộc sống xa hoa nhờ khối cách xê kết xù, giờ đây phải làm quen với cuộc sống cơ cực, thiếu thốn. Nỗi nhớ nghề, nhớ khán giả cứ dày vò tâm can, khiến cô cảm thấy lạc lõng và bế tắc. May mắn thay, trong tận cùng của tuyệt vọng, đoàn Ngọc Dao, Hoàng Biếu đã ra đời. Những giai điệu quen thuộc, dù không còn ánh đèn sân khấu, vẫn là niềm an ủi lớn lao cho những nghệ sĩ tha hương. Họ hát, họ diễn, không chỉ để kiếm sống mà còn để níu giữ những mảnh vỡ của quá khứ tươi đẹp. Tuy nhiên, cuộc sống vẫn quá đỗi khó khăn đã khiến Kim Tuyến phải đưa ra một quyết định đầy táo bạo. Năm 1978,
nữ nghệ sĩ cùng gia đình quyết định vượt biên trên một con thuyền nhỏ. Lúc đó đứa con thơ mới sinh của cô chỉ 10 ngày tuổi. Hành trình vượt biển là một chuỗi ngày dài đằng đẵng đầy gian nan và nguy hiểm. Con thuyền nhỏ bé oằn mình trước sóng gió dữ dội, lương thực cạn kiệt dần, nước ngọt trở nên quý giá hơn vàng. Nhưng rồi, điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Con thuyền va phải đá ngầm và nước biển tràn vào khoang. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Kim Tuyến chỉ kịp ôm chặt đứa con thơ vào lòng, cầu mong phép màu sẽ đến. Và phép màu đã đến thật, cô và gia đình được một tàu cá gần đó cứu vớt. Đặt chân lên đất Mỹ, lòng Kim Tuyến tràn ngập biết ơn vì vẫn sống sót. Cô bắt đầu học tiếng Anh, tìm kiếm việc làm để nuôi sống gia đình. Niềm đam mê âm nhạc từ thuở nhỏ trở thành cứu cánh của Kim Tuyến. Cô hát cho những người đồng cảnh ngộ, hát để gây quỹ cho cộng đồng, hát để vơi đi nỗi nhớ quê hương. Và cuối năm 1979 sau bao gian truân, Kim Tuyến đã đặt chân đến Nam California, Hoa Kỳ. Đầu năm 1980 như một cái duyên tiền định, giọng ca của Kim Tuyến được vang lên tại Houston trong show diễn của nữ ca sĩ Túy Hồng. Sự kiện đánh dấu sự trở lại của cô đào tài danh trên sân khấu hải ngoại và nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới làm nghề. Kịch sĩ Bảo Quốc như nhận ra viên ngọc sáng, liên tục mời Kim Tuyến tham gia các chương trình với dàn sao vang bóng Hùng Cường, Mai Lệ Huyền, La Thoại Tân, Trúc Mai, Trường Hải. Cái tên Kim Tuyến lại một lần nữa sáng bừng trên bầu trời nghệ thuật. Từ lời mời thu video Nước Mắt Người Đi của nghệ sĩ Dũng Thanh Lâm, Trung Tâm Thanh Lan, đến vai diễn kép trong vở Tuyệt Tình Ca, Kim Tuyến đều để lại dấu ấn khó phai. Cô trở thành gương mặt quen thuộc trong nhiều dự án video cải lương nổi tiếng, Chiêu Quân Cống Hồ, Đời Cô Hương, Người Đẹp Bạch Hoa Thôn. Không bó buộc trong khuôn khổ cải lương, Kim Tuyến còn thành công ở lĩnh vực thoại kịch, góp mặt trong Dưới Hai Màu Áo, Tiếu Vương Hội. Bên cạnh đó, cô ra mắt băng nhạc riêng, thường xuyên biểu diễn tại các phòng trà và tham gia show diễn trên khắp thế giới. Cô được mệnh danh là cải lương chi bảo hải ngoại, một nghệ sĩ hiếm hoi có được cuộc sống sung túc trên đất khách quê người. Thế nhưng năm 1993, Kim Tuyến bất ngờ đưa ra quyết định giã từ sân khấu. Giữa lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao, lịch diễn dày đặc và lời mời hợp tác không ngừng, cô chọn rời xa ánh đèn sân khấu. Làn sóng ngỡ ngàng và tiếc nuối lan rộng khắp giới mộ điệu. Các bầu sâu, hãng đĩa, đồng nghiệp đều ra sức thuyết phục cô ở lại. Nhạc sĩ Gạo Cội Hoàng Thi Thơ mời cô tham gia tour diễn Âu Châu cùng nhạc kịch Ả Đào Say. Nghệ sĩ Chí Tâm ngỏ lời tái hợp cùng bạn diễn An Ý Thành Được, hứa hẹn gây bão sân khấu hải ngoại. Khán giả hồi hộp chờ đợi sự tái xuất của cặp đôi vàng, nhưng Kim Tuyến vẫn kiên quyết từ chối. Lý do giã từ sân khấu của cô vẫn còn là một bí ẩn lớn. Có người cho rằng cô đã quá mệt mỏi với ánh đèn sân khấu, với những bông chen và thị phi. Người khác lại đồn đoán cô đã tìm được tình yêu đích thực, muốn lui về vun vén cho hạnh phúc gia đình. Cũng có giả thuyết cho rằng cô muốn dành thời gian cho bản thân sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật. Suốt nhiều năm sau đó, Kim Tuyến gần như biến mất khỏi làng giải trí. Cô chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong đêm diễn của nghệ sĩ Nhật Trường vào năm 2002, một người bạn đồng cảnh ngộ. Sự vắng bóng của cô càng làm tăng thêm sự tò mò và tiếc nuối của khán giả. 31 năm cống hiến hết mình cho nghệ thuật, Kim Tuyến đã để lại với vô vàn tác phẩm để đời. Sau những thăng trầm của cuộc sống và ánh hào quang rực rỡ, bà quyết định khép lại bức màn sân khấu, tìm về hạnh phúc bình dị bên gia đình, nơi trái tim bà luôn hướng về. Quý khán giả nghĩ sao về Kim Tuyến? Đừng quên để lại bình luận phía dưới video cho kênh nhé! Và đừng quên like, share, đăng ký để đón xem những video tiếp theo. Hẹn gặp lại!